Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được khởi công xây dựng từ năm 2021. Trước khi đưa vào khai thác, dự án được tư vấn ACT của Pháp đánh giá an toàn theo phương pháp tiêu chuẩn của châu Âu. Dự án có 13 đoàn tàu trong quá trình vận hành, sẽ sử dụng 10 đoàn, 2 đoàn bảo dưỡng, 1 đoàn dự phòng. Tàu Cát Linh - Hà Đông hoạt động từ 5 giờ 30 đến 22 giờ hàng ngày, tần suất 10 phút trên chuyến. Ngày nào cũng vậy, khi có đoàn tàu về thì đội ngũ kiểm tra, bảo dưỡng bắt đầu làm việc. Công việc hàng ngày ở đây thì đối với cái bộ phận đại bút Phú Nương thì có cả ca làm việc về hành chính thì từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Còn nếu mà công việc ca kíp thì hiện tại chúng em đang có 2 ca 4 kíp, thời gian là làm việc từ 8 giờ tối cho tới 8 giờ sáng và 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Thì đoàn tàu để đảm bảo an toàn vận hành trên tuyến thì phải tuân thủ nghiêm ngặt và các cái quy trình được các cấp ban ngành ban hành ra. Đoàn tàu cuối cùng của mình về thì từ khoảng thời gian là 22 giờ 5 phút đến 22 giờ 45 phút. Cái quy trình đón tàu của bộ phận mình là khi đoàn tàu về thì sẽ có hai nhân viên hai bên để kiểm tra các tác nghiệp của gầm tàu cũng như là động cơ, hệ thống phanh, hệ thống máy nén khí. Sau đó là sẽ khi đoàn tàu dừng sẽ có các nhân viên lên kiểm tra các hệ thống như là hệ thống điều hòa, hệ thống cửa, hệ thống chiếu sáng, đèn và hệ thống kéo dẫn để đánh giá lại cái tính năng kỹ thuật sau khi đoàn tàu lên tuyến vận hành, xem là đoàn tàu có đảm bảo chất lượng không. Thời gian làm việc của chúng tôi thì là 24/24. Khi tàu về ga và đang có điện, kỹ thuật viên kiểm tra việc thao tác nút điều khiển tại cabin, kết hợp tra soát còi, đèn, đóng mở tàu, đèn tín hiệu, báo ga dừng. Công tác kiểm tra thường kéo dài nhiều giờ. Sau khi hoàn thành quá trình kiểm tra, tàu sẽ được đưa về vị trí chuẩn bị để hoạt động vào ngày hôm sau.